anh em xem con bổi này có đủ chất chưa anh em, từ hình bộ này đến cái lết, cái phát của con chim lực thì không phải bản luôn anh em ạ. Một con bổi này thì mới được em bẫy được từ hôm thứ tư anh em ạ, hôm nay là chủ nhật anh em nhé. Chim mới được 4-5 ngày lồng thôi, anh em nhìn chất không anh em. Nói khi nhiều thánh lại vào bảo là chim gì mới 4-5 ngày mà chơi được, anh em cứ theo dõi hết clip của em Tuấn Hải Dương nhé. Số 1 thì em sẽ lên sóng con đắc lông kè chim là đấu anh em ạ. Lên Tuấn Hải Dương vừa có bổi đắc lông và vừa có bổi bắc lên sóng cho anh em, một con bắc cực kỳ chất anh em ạ. Đắc lông kè đấu luôn, vừa mới ra được 3 hôm kè đấu luôn anh em ơi. Cực kỳ ok, con bắc thì cực kỳ khủng rồi. Anh em cùng theo dõi clip của với em Tuấn Hải Dương nha. Đảm bảo là anh em xem clip này là mua được luôn anh em ơi. Đầu tiên em Tuấn Hải Dương sẽ lên sóng cho anh em con số 1 trước anh em nhé. Con số 1 thì là cái cặp này thì là cặp đắc lông anh em ạ. Chim mới ra được 3 ngày thôi anh em ơi. 3 ngày. Bọn đắc lông này thì em khẳng định cho anh em nó sẽ nhanh chơi hơn là chim bắc rất là nhiều. Bọn đắc lông khi mà anh em nuôi tầm khoảng 2-3 tháng ấy, nó phải tương tự mấy chim bắc nuôi phải tầm 5 rưỡi anh em ạ. Nhìn con chim nó đứng hơn này ạ, nó tĩnh chim hơn, nó đứng hơn rất là nhiều. Mà nó cứng, nhìn nó cứng chim hơn anh em nhé. Con đắc lông này thì cực kỳ gấu. Con này ấy, thì hôm qua ấy, là em có test con đắc lông khác. Thì có em có mang chim ra để test ấy, thì con này nó cứ nghe tiếng nó lồng sùng sục trong lồng mà nó bung xuề ác lắm anh em ạ. Hôm nay em ngồi quay hơi gần con chim nó hơi sợ. Em thì đang kè con chim giàn ở bên trái này, anh em nhìn lên bên trái này có một con chim giàn này, cái lồng em đang để kè chim giàn ở ngoài. Không biết sợ vẫn ra đấu bình thường anh em nhé. Cái con mà em báo anh em là con ở bên trái này, con người sạch này. Còn con bên phải thì nó chưa tắm nên là người nó hơi bẩn. Con bên phải thì nếu mà để nói độ gấu thì nó không gấu bằng con số 1 rồi. Con bên trái thì nó sẽ gấu hơn, anh em nhìn người nó sạch mà thần thái con chim nó rất là ok. Màu là đá lân. Giọng người đắc lông thì anh em xem của Tuấn anh em biết rồi, giọng rất là hay anh em ạ. Một con chim mà nó mới thì nó chưa thể ra hết giọng được đâu anh em nhé. Bông đít rất là lở to, con chim này cũng cực kỳ gấu. Tí em sẽ kè sát cái lồng con chim giàn này vào trong cho anh em xem. Nó ra nó đấu, nó bám ra nó đấu ngay anh em ạ. Con chim này nó cực kỳ tố chất anh em ạ. Giọng thì nghe cực kỳ sướng anh em ạ. Nói chung là giọng thì đắc lông thì anh em không chê được một điểm nào rồi. Nghe nó sướng, nó dài, nó kép các thứ anh em ạ. Đây em kè sát lên đồng cho anh em xem này. Đây em kè chim già này anh em nhé, chứ không phải kè chim vớ vẩn mộc giỏ các thứ đâu anh em ạ. Kè hẳn chim già nó không biết sợ đâu. Ra đấu giọng với các thứ, cánh các thứ rất là ok anh em ạ. Con này mà nó được một chút tuổi lồng một chút nữa ấy, con chim nó chơi tít mù luôn anh em ạ. Là ok luôn. Anh em đợi tí thể nào nó cũng xuống, nó bù ra ngoài nó đấu ngay anh em ạ. Vì qua lúc em kẻ các con khác ở ngoài nó không nhìn thấy con chim già này, nó lồng sụp sụp lên, nó cứ bùng xòe tít mù trong lồng em bảo. Hôm qua nó muộn rồi nên em không kẻ thêm con này nữa nhá anh em ạ. Qua lúc em quay nó 5 giờ rồi. Em không quay con này nữa, em đợi hôm nay em quay đấy, nó xuống ngay mà em bảo ngay này. Con chim mà nó dữ lắm, đây em ngồi gần anh em ạ. Ngồi gần mà nó vẫn đấu như này. Nếu mà nó ổn định tuổi lồng mà ngồi xa một tí, con chim nó đấu tít mù nữa. Đấy anh em nhìn cánh ra tít mù luôn anh em ạ. Nói chung là chim bọn đắc lông này thì anh em cứ khỏi lo. Em vào tận đắc lông để tìm thợ là anh em biết rồi. Dài cái lời lãi thì em nói thật với anh em là nếu mà để nói nó nhiều thì không có đâu anh em ạ. Mà chủ yếu là cái chất lượng chim ra thôi. Mà anh em phải hiểu là nó do chim bắc em không đủ bán nên là em mới làm chim bắc lông. Vì cũng nhiều anh em có sở thích là chim bắc lông. Rồi ok, sang cái con số 2 này thì có con số 2 nó đứng ở thứ hai anh em nhé. Còn đứng ở ngoài này thì là không phải anh em ạ. Con đứng ngoài này nó mà quay lưng ra ngoài này nó rất là gấu, bộ cũng đẹp, nhưng mà em chưa, con này nó chưa tắm rửa thì con này, cái con đứng ngoài quay lưng ngoài mới được có 3 ngày lồng thôi. Còn con kia thì nó nhiều hơn 4-5 ngày anh em ạ. Nói chung là nếu mà để đẹp thì con đứng khai nó vẫn đẹp hơn. Còn con anh em nào thích cái con ở đứng ngoài quay lưng ra ngoài đây mà hơi sứt sứt này thì là 1.8 anh em nhé. Đây anh em không đăng hẳn cho anh em cái lúc ngày giờ bẫy đây, thứ tư đây 10 giờ 08 phút cho
mấy bố ai bà mõm mà sao chim của em Tuấn này vài ngày lồng mà đã chơi này kia thì thật sự nó do cái kinh nghiệm anh em ạ, chứ không phải là do ai bịp ai đâu anh em ạ. Thật sự con chim nhé, thứ nhất là mình nói là tố chất con chim, và thứ hai ấy, khi mà mình bẫy được mình phải biết cách làm sao con chim nó không bị hoảng thì nó mới nhanh chơi anh em ạ. Còn khi mà anh em mua chim ở quán các thứ ấy, ra quán ấy, anh em phải hiểu là đến tay quán ấy, nó qua bao nhiêu đầu mối rồi nó, ông nào cũng cầm tay ra bắt vào xem thì nó hoảng, anh em về nuôi nó càng ngày càng hoảng. Còn khi bẫy được anh em để tĩnh ấy, thì nó cực kỳ nhanh chơi, cực kỳ nhanh thuần anh em ạ. Mà quan trọng là trong quá trình nuôi mình phải biết cách nuôi đấy anh em ơi. Con bổi ấy, anh em nào chưa biết cách nuôi thì anh em cứ ới em Tuấn, em sẽ chỉ cách nuôi cực kỳ nhanh và đơn giản anh em ạ. Anh em nhìn cái hình bộ con 2 đồng 3 này thì bộ nó liền nạc này, cặp chân thì khẳng định cho anh em cặp chân cực kỳ đẹp, cặp chân to nhé, to cặp chân to mà nó đứng nó khép luôn anh em ạ. Đây nó đang đấu nó đang nắc nưa đấu đây anh em nhìn chưa, nó đứng chân này cực kỳ khép luôn anh em ạ, hai chân song song luôn anh em nhé. Bộ nó liền, con này lực lắm anh em ạ. Cái con 1.8 này để anh em 1.8 con ở quay lưng ở đây cũng rất là gấu này, mặt khá là dữ anh em nhé. Nhưng nó không, nếu mà để có ai gấu hay nó không bằng con 2.3 được anh em ạ. Kẻ nào của đấy thôi anh em ơi. Anh em nhìn hình bộ này rất là gấu ấy, xòe đây anh em ơi. Con chim 2.3 này đảm bảo cho anh em chim giá đét luôn, chân bốt luôn anh em ạ. Anh em nào bắt về mà anh em bỏ chân ra mà bảo chim non mùa thì em tặng chim luôn. Nói chung là cái kinh nghiệm của em Tuấn thì không bao giờ nhìn sai rồi anh em ạ. Nhìn con chim nó nhét này nẹt luôn anh em ạ. Con lết nó cực kỳ găm, em quay clip nó rất là dài luôn. Mà con chim nó đấu nó không biết mệt luôn, cứ găm đều ấy. Cầu mỏ đều anh em ạ. Cái con dây hồng thì anh em đừng hỏi anh em nhé. Con dây hồng thì là cái con chim nó bị lỗi rồi, vừa ngoái vừa mất móng em cho vào để em dẫn cám thôi anh em ạ. Dẫn cám chim mới bẫy thôi. Cái con 2.3 này con chim em Tuấn tự tay bẫy anh em ạ. Nên anh em khỏi lo, lúc ở ngoài nó đấu ác lắm. Lúc ấy em định đặt điện thoại để quay clip rồi, nhưng mà đặt máy cái chân quay Trung Quốc ấy, nó vừa đặt lên được 1 phút thì nó gãy anh em ạ, nó rơi điện thoại may vỡ màn hình. Con chim cực kỳ ok cho anh em. Nói chung là quan trọng là thái độ trong lồng anh em ạ. Còn ngoài ấy, khi mà anh em xem chim clip bẫy đấu thì em nói thật với anh em ấy, nhiều con ấy đấu ché ập Mỹ nhưng không bao giờ bằng những cái con ấy nó phi đến cái về cái nó đấu ngay, nó đánh ngay, nó sập luôn. Nhưng con đấy mới gọi là con gấu anh em ạ. Nhiều khi ấy, bẫy đấu ở ngoài ấy, nó đấu ché, đa phần ấy, nó xem là nhiều khi nó là ganh mái ở tranh thung những thứ thôi anh em ạ. Nó ché, nó hứng lên nó ché bất chợt thôi. Còn những con mà gấu ấy, nó về cái nó đánh luôn anh em ạ. Những nào cũng con gấu anh em ạ. Nó rất là ok cho anh em luôn. Anh em nào yêu thì anh em cứ alo cho em Tuấn Hải Dương, giao lưu 2.3 anh em nhé. Em báo luôn anh em một chim thì em không bớt đâu anh em ạ. Nên anh em cứ xem ưng thì bắt thôi anh em nhá. Còn khẳng định anh em xem mà các kênh khác không bao giờ có tầm tài chính như này mà được con chim như này đâu anh em ạ. Khẳng định cho anh em luôn. Con chim mặt mũi này liền là gốc màu dày màu đinh. Đinh chơi cực kỳ bền rồi anh em ạ. Rồi ok, anh em nào yêu thích con nào thì anh em cứ alo em Tuấn Hải Dương nhá. Mỗi người thích một nếp một vẻ, người thích miền, người thích bắc tùy anh em. Anh em nào xem clip thì nhớ cho em Tuấn xin một lần like và một lần đăng ký kênh nhá. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em nhá.